Như chúng tôi đã đưa tin, Bộ Y tế đã đưa ra phác đồ điều trị mới cho người nghiện ma túy và hiện nay thì phác đồ này đã bắt đầu được áp dụng tại các bệnh viện. Các bác sĩ kỳ vọng đây sẽ là phương pháp hiệu quả để nhiều người nghiện được trở về cộng đồng. Ghi nhận của nhóm phóng viên chương trình tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội. Bệnh nhân này cho biết vì chán nản với cuộc sống nên anh đã tìm tới ma túy đá. Tưởng ma túy sẽ khiến cuộc sống thăng hoa hơn, nhưng càng sử dụng thì tâm lý của bệnh nhân này càng bị ảnh hưởng nặng nề, thường xuyên ảo giác, điên loạn. Sau khi tới Bệnh viện Tâm thần Hà Nội điều trị, anh đã bình phục và sắp được trở về nhà. Sinh hoạt theo giờ giấc của bệnh viện quy định, ăn nghỉ sinh hoạt theo giờ giấc. Ở đây thì 3 năm 7 là được sinh hoạt cộng đồng, anh em lưu văn nghệ rồi thể thao buổi chiều. Đấy, thứ bảy chủ nhật thì gia đình vào thăm, nhưng mà cái này nó... Theo các bác sĩ, ma túy đá nói riêng và các chất dạng amphetamine nói chung thường khiến người dùng bị hoang tưởng ảo giác, bởi vậy họ rất manh động, có thể gây nguy hiểm cho những người xung quanh. Phác đồ điều trị cho bệnh nhân sử dụng chất amphetamine được Bộ Y tế hướng dẫn từ năm 2014. Tuy nhiên, thời điểm này chưa có liệu pháp về tâm lý và hỗ trợ xã hội. Vì vậy, tháng 3 năm 2019, việc Bộ Y tế ban hành hướng dẫn ở mức độ tổng quan hơn sẽ hỗ trợ rất lớn cho các cơ sở y tế và bệnh nhân. Cái điểm mới này, thứ nhất là trước là chúng tôi là cái điểm mới một là xây dựng một cái hệ thống nó từ trên xuống dưới, từ về khái niệm đến từng bước xử lý cũng như là từng tình huống xử lý. Đấy là cái điểm thứ nhất. Ví dụ là trước là chúng năm 2014 là chỉ có hướng dẫn là sử rối loạn tâm thần, điều trị rối loạn tâm thần do sử dụng chất dạng amphetamine. Còn bây giờ thì là hướng dẫn cả kể cả từ sàng lọc, từ chẩn đoán nghiện, rồi là hướng dẫn về mặt điều trị tổng thể theo cả một quá trình. Các chất dạng amphetamine không chỉ có thuốc đặc hiệu để chống tái nghiện, phương pháp hiệu quả nhất để bệnh nhân tránh xa hoàn toàn ảo giác là dùng liệu pháp tâm lý và lao động. Theo hướng dẫn mới, các bác sĩ sẽ đẩy mạnh can thiệp tâm lý và hành vi, đồng thời tư vấn tăng cường động lực để hỗ trợ người lệ thuộc ma túy tổng hợp cai nghiện. Tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội, những buổi sinh hoạt tập thể, các hoạt động thể chất được tổ chức định kỳ, giúp bệnh nhân dần thoát khỏi rối loạn tâm lý, trở lại cuộc sống bình thường. Thêm phần cái xử lý về mặt điều trị, chữa trị, tức là chống tái nghiện, là bằng cái liệu pháp tâm lý cụ thể. Thế còn đối với cái chất dạng amphetamine thì không có thuốc điều trị đặc hiệu để chống tái nghiện, nên cái biện pháp chống tái nghiện chính là bằng phương pháp quản lý và liệu pháp tâm lý cũng như lao động. Các bác sĩ cho biết, hướng dẫn mới của Bộ Y tế phù hợp với tình hình thực tế của bệnh nhân điều trị do rối loạn tâm thần vì sử dụng các chất dạng amphetamine ngày càng tăng. Tuy nhiên, việc triển khai thời gian đầu sẽ gặp nhiều khó khăn do lực lượng chuyên môn còn mỏng, sự phối hợp giữa chính quyền, công an, thương binh xã hội để quản lý bệnh nhân ngoài cộng đồng chưa thực sự chặt chẽ. Bên cạnh đó, sự quyết tâm của chính bệnh nhân là yếu tố cốt lõi, bởi khi họ chịu hợp tác thì quá trình điều trị mới đạt kết quả cao.